Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh trở lại. Tiêm chủng vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để ứng phó với dịch bệnh. Chính vì vậy, từ giữa tháng 8, Đà Nẵng đã phát động đợt cao điểm tiêm chủng cho trẻ để đảm bảo thích ứng an toàn khi bước vào năm học mới 2022-2023. Cùng với các địa phương khác, từ giữa tháng 8, quận Liên Chiểu đã phát động đợt cao điểm tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn. 6 điểm tiêm chủng lưu động đã được thiết lập tại các trường học để thuận lợi cho phụ huynh đưa con đi tiêm chủng. Toàn quận có hơn 37.000 trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Đến nay, gần 64% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1, đồng thời hơn 34% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi nhắc lại. Dùng xe cổ đồng tuyên truyền trong khu dân cư để người dân họ nắm được chủ trương, và phường có làm một cái văn bản, là một công văn gửi đến cho từng tổ dân phố chuyển đến từng hộ gia đình để vận động con em trong cái độ tuổi học sinh thì thực hiện cái việc tiêm chủng về trước khi bước vào năm học mới. Thì chính vì vậy thì cái tỷ lệ mà thực hiện cái việc tiêm chủng sau khi cái đợt vận động thì đạt được cái tỷ lệ khá cao. Cùng với Liên Chiểu thì qua đợt cao điểm tiêm chủng, tỷ lệ trẻ các lứa tuổi ở các quận huyện khác được tiêm chủng cũng đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 tại huyện Hòa Vang đạt gần 76%, tại quận Thanh Khê đạt gần 73%, vượt chỉ tiêu thành phố giao và cao hơn tỷ lệ chung của toàn thành phố là hơn 62%. Với lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi thì tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cũng đã tăng lên hơn 34%. Các cấp, các ngành địa phương cũng như đặc biệt Sở Giáo dục vào cuộc và giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho từng trường một nhằm đảm bảo học sinh khi trước khi đến trường để đảm bảo được cái tỷ lệ theo kỳ vọng. Địa phương thì tuyên truyền mạnh mẽ cho các bậc phụ huynh và những người giám hộ, các trường, các thầy cô giáo thì tiếp tục kêu gọi các học sinh ủng và các cái địa, cũng như người giám hộ cũng như là các bậc phụ huynh tiếp tục đưa con em tới. Vaccine hiện tại bây giờ vẫn là vấn đề tiên quyết nhất, hiệu quả nhất phòng chống COVID-19. Cháu đầu năm nay lên lớp 6 thì tôi đã cho cháu đủ tiêm 2 mũi. Còn cháu thứ 2 thì cháu tiêm 1 mũi và chuẩn bị sắp tới thì tôi sẽ cho cháu tiêm mũi thứ 2. Cùng với cả nước, ngày mai, hàng vạn học sinh Đà Nẵng cũng sẽ bắt đầu năm học mới 2022-2023. Niềm vui tựu trường đã trở lại sau hơn 2 năm liên tục gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Và nó sẽ càng trọn vẹn hơn khi trẻ được tiêm chủng phòng COVID-19 để đảm bảo thích ứng an toàn trong suốt năm học, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đến nay vẫn đang diễn biến phức tạp.